các bác và anh em muốn hát hay, bày đẹp, giá rẻ và đầy đủ tất cả các thiết bị thì không thể bỏ qua được một dàn karaoke ngày hôm nay. Tổng trị giá chỉ có 31.500.000 đồng. Xin chào các bác và anh em, chúng ta đã quay trở lại với một combo karaoke gia đình. Một mức giá rất là yêu thương nhưng mà cho chất lượng âm thanh và cái nha, thiết kế cực kỳ đẹp, sang trọng và chúng ta có thể chơi được đủ các thể loại nhạc luôn, từ DJ remix, từ nhạc không lời, nhạc có lời, nhạc bolero và hát karaoke thì cực kỳ tuyệt vời. Trước mắt các bác và anh em là một trong những dòng loa full karaoke chuyên nghiệp, sử dụng là Bass 30 xếp kèn, một cái phiên bản là B12 với thiết kế rất là đẹp sang trọng này, chúng ta có thể trưng bày trong không gian gia đình của nhiều đồ nội thất bằng gỗ. Và với một cái tấm lưới e-căng bằng lụa, chúng ta có thể đậy lắp lại như thế này để cho các bác và anh em chắn, che chắn bụi cũng như chắn được cái tác động bên ngoài đó. Và khi tháo ra thì nó rất là đẹp và sang trọng như thế này. Và lỗ tôi thiết kế ngay phía trước đây để cho nó hội tụ đầy đủ những cái công suất, nó thổi ra hết hoàn toàn về phía trước, và chúng ta nghe ở phía trước thì được hưởng trọn vẹn những tinh hoa của đô la B12 với chất âm cực kỳ tuyệt vời, bát đánh chắc uy lực và tiếng chép tươi sáng, và cái lời cài đánh hát cực kỳ bay sáng ngọt ngào. Và đây là một bộ combo của anh Thanh ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất là cảm ơn anh Thanh. Và trong cái bộ của anh Thanh sẽ gồm một đôi loa Monster, một chiếc loa siêu trầm Monster Bass 30, công suất lên tới 500W, và cái tiếng bass đánh cực kỳ sâu, lực và hòa quyện cùng với chiếc loa full kia thì cho cái chất lượng âm thanh phải nói là hoàn hảo, thể hiện những cái nốt trầm cực kỳ sâu, sống động và uy lực mạnh mẽ, tăng cái kích thích cảm xúc chúng ta nghe nhạc lên rất là cao. Và cộng với một cái thiết kế màu gỗ cũng đồng màu với đô la B12 cho cái khả năng trưng bày cực kỳ là ấn tượng và sẽ là cái điểm nhấn cho không gian gia đình của chúng ta nữa. Ở trong đây thì là trái tim của cái bộ dàn karaoke ngày hôm nay, đó chính là cục đẩy liền vang X22 Pro. Ở phiên bản Pro này thì phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện tại, nó thay thế cho những cục đẩy liền vang đi trước như X7 hoặc là D50S. Ở phiên bản thì được nâng cấp cả về chất âm và cả về công suất và những cái độ tươi sáng cũng như là cái khả năng xử lý linh hoạt, và được cài đặt sẵn rất nhiều các chế độ hát trong điều khiển từ xa, và các bác và anh em chỉ việc lựa chọn chế độ trên điều khiển là chúng ta chơi thôi. Và trên cùng là một cặp mic không dây 321, một trong những cặp mic bán rất chạy trong thời gian vừa qua. Cặp mic này thì trang bị tới 4 anten sóng rất khỏe, ổn định, lời cài tiếng hát dày, ấm áp, hút mic, hát nhẹ và tiết kiệm pin. Và trong bộ này thì anh em có thể thấy được là với mức đầu tư chỉ có hơn 30 triệu đồng thôi, chính xác là 32.500.000 đồng, là chúng ta đã có một bộ dàn âm thanh vừa hát vừa nghe vừa xem phim vừa trưng bày như này rồi. Và một lần nữa xin mời các bác và anh em cùng đeo tai phone để chúng ta thưởng thức cái chất lượng âm thanh của bộ dàn karaoke ngày hôm nay thông qua rất là nhiều các thể loại nhạc bolero, nhạc không lời, nhạc có lời và hát karaoke các bác nhé. Xin mời. Thank you.
dưng thấy đời buồn thiêu, không mê xem phim trang cà phê chiều, gió mang nỗi buồn quạnh hiu, gửi chút thương yêu về nơi tôi nhớ. Tối qua tôi nằm ngủ mơ, trong cơn mơ tôi thấy tôi xa đời. Quá nhanh có kịp chào ai, chào mỗi em thôi dù em xa lắm. Số ơi nhắn gửi giùm tôi xa quê tôi đã bao năm rồi, biết em có còn là quê, miền quê xa đó có bao buồn vui. Và vì thời gian có hạn nên là xin phép được test đoạn ngắn như vậy thôi, và phần cuối này thì xin alo thử tiếng mic để cho các bác và anh em cùng trải nghiệm cái chất âm cặp mic cũng như bộ dàn combo ngày hôm nay nhé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là chế độ mà em đang cài để cho người không biết hát thì chúng ta có thể hát được một cái rất là nhẹ nhàng. Và bên cạnh đó thì còn có rất nhiều các chế độ hát ở đây, các bác và anh em có thể chọn ở trên đây, trên điều khiển hoặc là trên cái đài lấy vang này. Đấy, thì cũng rất là dễ sử dụng thôi. Và sau khi lắp đặt thì anh em chúng em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách sử dụng cái bộ này nhé. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác và anh em đã yêu mến ủng hộ cho chúng em cái bộ combo ngày hôm nay. Nếu như các bạn và anh em có nhu cầu muốn mua sắm những bộ dàn combo gia đình thì có thể để lại số điện thoại hoặc gọi điện trực tiếp theo hai số máy hotline chúng em trên màn hình nhé, là 0975386126 hoặc 0963866622. Và đừng quên bấm like theo dõi trên fanpage trên YouTube của Hoàng Long chúng em để cập nhật thường xuyên những video, những sản phẩm, những chương trình khuyến mại mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.